Năm 1986, tình hình đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi Đảng ta phải tích cực chuẩn bị và tiến hành đại hội lần thứ 6, theo yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng thực trạng của đất nước. Từ đó xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng trong chặng đường trước mắt, đề ra chủ trương, chính sách đúng để xoay chuyển tình thế, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước. Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, bầu là Tổng Bí thư của Đảng. Thực tế cho thấy, chính trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Đảng của đồng chí Nguyễn Văn Linh, từ tháng 12 năm 1986 tới tháng 6 năm 1991, đất nước ta đã có rất nhiều đổi mới, tạo đà cho quá trình đi lên không thể đảo ngược trong cả đời sống chính trị lẫn kinh tế. Không những thế, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã để lại trong lòng đồng bào, đồng chí, tấm gương sáng ngời không thể mờ phai của một nhà lãnh đạo giàu tinh thần đổi mới, trung thực và nhất quán trong mọi công to việc lớn và luôn bám sát thực tiễn để hành động và sáng tạo. Hai lần trên cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn những thí điểm về đổi mới cách làm có hiệu quả, rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo thành phố tiến lên, vượt qua gian nan thử thách của những năm đầu giải phóng trong thời kỳ đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội. Từ thực tiễn sinh động của thành phố, đồng chí đã góp phần tích cực tạo nên những tiền đề quan trọng cho việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng ta. Từ năm 1979, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện một số mô hình bung ra đổi mới sản xuất và kinh doanh như các xí nghiệp dệt Thành Công, Phong Phú, Phước Long, Thắng Lợi, Dệt Đay 13, xí nghiệp cơ khí Caric, Silico, Vinapopro, Sinco, công ty bột giặt miền Nam, xí nghiệp dược phẩm mùng 2 tháng 9, xí nghiệp dược thú y, nhà máy bia Sài Gòn, xí nghiệp thuốc lá. Những mô hình mới này đã áp dụng chế độ lương khoán sản phẩm, tự tìm cách tháo gỡ khó khăn về vật tư, nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm và đã làm ăn có lãi. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh là người khởi nguồn cho việc thành lập một diễn đàn gọi là câu lạc bộ giám đốc để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. Từ đó tháo gỡ những vướng mắc giúp cho kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Trong những câu lạc bộ giám đốc họ nói với tôi, nói thôi, bây giờ Trung ương bảo làm sao làm ăn như vậy, chứ không có chúng tôi bị bắt ở tù chết. Tôi nói cứ việc làm, miễn là các đồng chí đừng rút tiền vào túi riêng. Còn lại nếu như mà bị bắt oan mà ở tù, tôi đem cơm tôi nuôi. Hay là tôi vào ở tù chung thì thôi, ở tù quen rồi. Tư duy đổi mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh xuất phát từ thực tiễn, đó là kết quả của một quá trình luôn sát cánh với nhân dân, bám sát thực tiễn, luôn trăn trở trước hiện thực khách quan trong sản xuất và đời sống, nhìn thẳng vào sự thật, thấu hiểu ra và nói rõ sự thật, đặc biệt là những thiếu sót khuyết điểm. Truyền báo Nhân dân, đồng chí nổi tiếng với bút danh NVL, với một loạt những bài báo trong chuyên mục Những việc cần làm ngay để bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội. Đại hội 6 xảy ra thì tôi thấy có những cái việc cần phải giải quyết ngay. Cho nên tôi viết cái mục Những việc cần làm ngay, hay là mà ký NVL, hay là nói và làm. Sau một nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh cương quyết rút lui, không ra ứng cử tại Đại hội 7, dù uy tín trong Đảng của đồng chí là rất lớn. Ngày 27 tháng 4 năm 1998, Đảng ta đón nhận một tổn thất lớn khi đồng chí Nguyễn Văn Linh qua đời ở tuổi 83. Đại hội lần thứ 6 của Đảng mở đầu công cuộc đổi mới, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đổi mới của Việt Nam bắt đầu từ Đại hội 6, có quyết định đến tầm chiến lược của Đảng ta, một quyết sách chiến lược, đón bắt kịp và tận dụng được thời cơ, lại dũng cảm vượt qua những thách thức và những nguy cơ trên con đường phát triển. Đổi mới của Việt Nam được coi như một cuộc cách mạng trong phát triển, mang tầm vóc của một cuộc cách mạng vì nó cải biến toàn diện, triệt để, sâu sắc các lĩnh vực của đời sống mà bắt đầu từ đổi mới tư duy. Nhờ đó, đất nước dần dần thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên đạt được những thành tựu ngày càng rực rỡ hơn trong phát triển kinh tế xã hội.